Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay ở thời điểm tháng 6 năm 2023 này thì em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Ray. Thời điểm hiện tại thì đã có dự thảo là sang tháng 7 sẽ giảm thuế cho những xe lắp ráp trong nước. Và Toyota Ray thì là chiếc xe lắp ráp tại Indonesia và được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, mà có duy nhất một phiên bản thôi là 1.0 turbo trước mắt chúng ta đây. Và dưới trước cái thông tin giảm thuế như vậy thì để cạnh tranh với các đối thủ thì giá Toyota Ray hiện tại đang rất tốt rồi và liên tục giảm giá, và giá thời điểm hiện tại giá niêm yết thì vẫn là 552. Tuy nhiên là có các cái động thái giảm giá thêm từ đại lý thì chiếc xe này hiện tại lăn bánh chỉ còn khoảng tầm 509, và để trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em loanh quanh khoảng tầm 170 triệu là mang xe về thôi. Thì trong quá khứ thì thời điểm này là thời điểm giá tốt nhất của Toyota Ray rồi. Thì đến thời điểm mà anh chị xem được video này thì có thể là giá cũng đang tốt hơn. Thì anh chị nào mà đang quan tâm đến Toyota Ray thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Thì em xin phép là báo giá cho anh chị chính xác ở cái thời điểm anh chị gọi điện. Và còn thời điểm hiện tại thì đến thời điểm làm video thì là hiện tại đang rẻ nhất từ trước đến giờ. Thì vừa rồi em đã báo cho anh chị về cái giá bán của xe, thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về chiếc xe này. Nếu mà những anh chị nào chưa xem xe hoặc là chưa có nhiều thông tin về chiếc xe này thì em sẽ đầu tiên là em đi một vòng xung quanh ngoại thất và giới thiệu cho anh chị về chi tiết ngoại thất, sau đó sẽ vào nội thất để giới thiệu về phần trong xe cho anh chị. Với cái tầm giá 590 hiện tại thì chiếc xe này máy 1.0 turbo thì cái lực máy của nó sẽ tương đương với xe khoảng tầm 0.4 hoặc là 0.5 vài ớt hoặc là Ascend đấy ạ. Thì ngoài cái sức mạnh động cơ ra, ngoài về cái độ về hay cái hay của máy móc ra, và kết hợp với cái hộp số là DCVT, có nghĩa hộp số vô cấp, nhưng mà tuy nhiên là có được trang bị thêm một cái bánh răng để tối ưu hơn về cái giải tua thấp. Và ngoài ra thì cái ngoại thất của xe thì cũng có một vài ưu điểm. Chiều dài thì chỉ có 4m, tuy nhiên là lát nữa vào trong nội thất thì anh chị sẽ thấy là xe Nhật người ta tối ưu hơn như thế nào về cái nội thất của xe. Ngồi rất rộng rãi, ngồi rộng hơn cả vai ớt, và cái tầm nhìn lái xe rất là thoáng. Còn ở phần đầu xe thì chi tiết như sau, là ở phần cụm đèn chiếu sáng sẽ được trang bị là cụm đèn full LED phản xạ đa hướng và có LED chia khoang, và kết hợp với cả xi nhan dạng LED đuổi. Phía bên dưới thì có đèn sương mù, có hai cái cảm biến phía trước, có đèn ban ngày. Phần thân xe thì như chị thấy đây, gầm xe rất là cao, lốp xe rất là to. Lốp xe em cũng có được trang bị thêm cái la răng là dạng phay xước thể thao, có kích thước là 18 inch. R17 là 17 inch. Và anh chị thấy đây là turbo này. Ngoài ra thì gương thì được trang bị là gương tự động cụp mở và có cảnh báo điểm mù trên gương, có cái cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, nhiều tính năng rất là hay. Ngoài ra thì có là cửa cảm ứng, anh chị chạm vào đây để khóa hoặc là mở cửa. Còn ở phần góc của xe thì anh chị thấy phần chéo xe 45 độ phía trước phía sau thì xe trông rất là đẹp, rất vuông vắn, khỏe khoắn. Đặc biệt là những cái màu xe có hai màu tương phản như thế này. Anten dạng vây cá này. Có hai cảm biến phía sau, cụm đèn phía sau thì cũng full LED. Còn thì bây giờ em sẽ vào để anh chị xem cái nội thất của xe. Nội thất của xe thì được trang bị tông màu là màu đen, điểm thêm một chút mạ bạc. Vẫn theo ngôn ngữ rất là khỏe khoắn và vuông vắn, rất nhiều nét gấp của chiếc xe này. Và xe thì có một vài tính năng hay ho như là đèn tự động này. Còn đây là cái bật cảm biến, rồi các cái tính năng chống trơn trượt, ổn định thân xe và cái kiểm soát lực kéo. Ngoài ra thì anh chị thấy ở đây là màn hình 9 inch rất là lớn. Màn hình có kết hợp với cả Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra thì cái màn hình trung tâm, màn hình đa thông tin đây. Màn hình 7 inch, có 4 chế độ hiển thị và có thêm một cái màn hình nhỏ ở phía bên này nữa để hiển thị km, xăng và các thông tin khác. Còn đây đồng hồ đang phía trước. Cụm đồng hồ phía đồng hồ của bên điều hòa thì là điều hòa tự động rồi. Cần số phanh tay. Và như anh chị thấy là cái không gian ngồi phía bên trong rất là rộng rãi. Có rất nhiều hộc để đồ này, để cốc này, rồi hai cái hốc hai bên người lái, cốp
hốc để cốc cho người đối diện này, hốc để cốc cánh cửa. Tầm nhìn lái rất là thoáng anh chị ạ, rất là cao và thoáng. Còn hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ hai đây khoảng tầm 18 phân thừa hàng ghế thứ hai, ngồi rộng rãi và cái tầm nhìn cũng rất là thoáng. Ngồi trong xe hàng ghế thứ hai này, cái tầm nhìn của em nó sẽ như thế này. Hiện tại thì bên em tại Toyota Bắc Ninh đang có sẵn xe lái thử và xe giao ngay cho anh chị để anh chị đến trải nghiệm, và nếu có nhu cầu thì sẽ lấy ngay trong tháng 6 hoặc là đầu tháng 7. Vừa rồi thì em đã làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán chiếc xe Toyota Ray thời điểm tháng 6 năm 2023 và thông báo cho anh chị một số cái tình hình thông tin về xe. Ngoài ra thì anh chị có nào quan tâm về các vấn đề khác cụ thể hơn về nhu cầu của anh chị thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.